Yo, mình là Blue Horizon. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để mà sidechain kick và bass theo một tần âm xác định, đó là tần âm trầm kick và bass ha. Thì á, khi mà chúng ta áp dụng cái cách này á thì cái kick của các bạn sẽ nghe như thế này. Ok, và nếu mà khi chúng ta không áp dụng nó thì kick của các bạn sẽ nghe như thế này. Bạn có thể nhận ra cái sự khác biệt là khi mà chúng ta dùng cách này thì hai cái tần âm nó sẽ được rất là đại mặt với nhau và nó được tách ra ha. Một cái của kick, một cái của bass, nghe nó sẽ rõ ràng hơn, sáng hơn, nó không bị tối nữa. Thì mình sẽ bắt đầu lại từ đầu luôn. Đặt cái này đi. Ok, cái plugin của các bạn dùng sẽ là cái parameter EQ. Nhưng mà việc đầu tiên các bạn cần làm chính là các bạn download cái kick của các bạn vào một jack ha. Kick của các bạn vào một jack và cái bass của các bạn vào một jack. Ở đây thì cái các bạn có thể thấy cái bass của mình đang dùng spy thì nó đang đi vào cái jack số 2 ha. Còn cái kick của chúng ta thì đang đi vào cái jack số 1 đây. Thì cái việc các bạn muốn làm á đó chính là các bạn phải bây giờ các bạn sẽ bắt đầu các bạn thêm cái EQ EQ của hãng nào cũng được, các bạn mình sẽ dùng parameter EQ 2. Rồi chúng ta sẽ tìm đến cái các bạn có thể dùng được, các bạn làm được, mà mình sẽ dùng cái preset ba ban ngay chỗ này để dễ hơn ha. Đây các bạn thử kéo cái này lên, kéo cái này xuống, các bạn nhận ra điều gì là rồi các bạn sẽ dùng cái này để các bạn automation. Bạn sẽ bấm vào bên tay ha, các bạn cái kéo cái này lên đến nào xuống, các bạn sẽ bấm một cái con chạy bên phải này ha, các bạn sẽ create automation clip cho nó. Rồi cái này quá dài, chúng ta không cần, thực chất không cần dài như thế, chúng ta sẽ kéo nhỏ nó lại ha cho bằng cái kết của chúng ta. Mặc dù cái này là các bạn đã lắp cái parametric EQ cho cái phần là phần phần hai là phần bass đúng không, nhưng mà chúng ta sẽ kéo ra cái độ dài của nó sao cho bằng cái kết của chúng ta. Rồi sau đó chúng ta làm sao, chúng ta cái đầu thì bên trái thì các bạn sẽ kéo xuống như thế này. Mỗi lần cái kick của chúng ta dội vào thì cái bass, cái tần âm trầm của bass nó sẽ được giảm đi ha. Đây là cái cách sidechain từng tần âm. Nếu mà các bạn nào làm vinyl hay là nhạc gì mà nhạc jazz đó, các bạn muốn thích cái kiểu mà sidechain bình thường thì cứ dùng sidechain bình thường không sao cả. Nhưng mà có một số những bài ví dụ như nhạc pop hay nhạc ballad, số dòng future bass hay gì, các bạn vẫn muốn cái bass của các bạn nó có cái trọng lượng ở cái phần âm cao như cái bass này của mình. Khi mà mình mở cái parametric EQ lên thì các bạn sẽ thấy trong cái EQ nó sẽ hiện luôn cái phần âm cao, đây là EQ của bass này các bạn. Đây các bạn có thể thấy khi mà chúng ta dùng cái cách EQ này á thì cái phần mid và cái phần âm cao và cái phần âm trung chúng ta sẽ luôn luôn được bảo toàn hả các bạn. Bình thường á, nếu mà cái cách sidechain bình thường á nghe nó sẽ rất là khác. Mình sẽ làm luôn cái sidechain bình thường cho các bạn coi ha. Cái này về vị trí cũ của nó đã. Cái này đi. Cái cách sidechain bình thường các bạn là các bạn sẽ dùng cái nút tăng giảm âm lượng ngay cái chỗ này luôn. Thì nghe nó sẽ như thế này. Nó sẽ có cái hiệu ứng người ta gọi là thâm với các bạn. Máy bơm nó sẽ không có được mỗi cái lần mà cái bát nó đập vào á thì nó sẽ bị mất cái phần đập dội vào cái phần sức mạnh của bát ha, chỉ còn cái phần đuôi của bát thôi. Tay nhìn bình thường thì nghe cái tay nó thành như thế này. Đó, các bạn có thể thấy là nó có một cái hiệu ứng là hiệu thâm ha. Thì đó là cái cách để sidechain, cách là sidechain được âm của một cách là sidechain bình thường ha. Thì hôm nay mình đã chạy xong với các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.